Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo trên kênh xe Hyundai. Hôm nay mình có một cái trường hợp mà chốt xe cho một anh ở Hải Phòng. Đấy thì cái câu chuyện này nó thực sự là sắp tới nó sẽ xảy ra rất nhiều đấy mọi người ạ. Bởi vì là hiện tại giá xe nó có sự thay đổi ấy. Mà trước khi đó, đây, trường hợp anh này nhá, anh Đăng đây mình xem, hợp đồng đây mình vừa mới ký được đây. Đấy, anh Đăng nhá, ở An Dương, Hải Phòng. Mọi người nếu mà xem dõi kênh của mình thì chắc biết là trước mình bán một chiếc Tucson về An Dương, Hải Phòng cho cái chị ở cái công ty Thịnh Phát đấy. Thì thực sự là cái xe đấy thời điểm đấy thì giá nó rất là tốt mọi người ạ. Và xe đấy thì xong xuôi rồi mình không nhắc đến nhá, nhưng mình nhắc đến trường hợp của anh này này. Đó là anh ấy có nhắn tin cho mình vào hôm mùng 6 tháng 8. Đây là mình giở tin nhắn này. Đấy, hai anh em chốt với nhau. Đây này. Là ngày vào 14 giờ 4 phút ngày mùng 6 tháng 11 thì phải. Thì mình có gửi báo giá cho anh ngày hôm đấy thì mọi người biết không? Hôm đấy thì giá nó rất là tốt, giá nó cao hơn cái chị kia một chút. Đấy. Là hôm đấy mình báo hình như là 820. Đấy, 820 thế nhưng mà đến hôm vừa rồi sau khi đấy thật ra chỉ một lúc thôi, buổi chiều sau buổi chiều ngày mùng 6 đấy đó là khi mà nhà máy bắt đầu xác nhận đơn hàng của các đại lý ấy, đấy thì người ta sẽ thông báo là hiện tại sắp tới người ta sẽ cung cấp được bao nhiêu xe đó, đại lý mình đặt bao nhiêu xe vào nhà máy người ta cung cấp được bao nhiêu xe thì sau cái thời điểm đấy thì đại lý bắt đầu sẽ cân đối và cân đối để mà có cái mức giá tốt mọi người ạ. Đấy thì thực sự là sau hôm đấy thì đến chiều ngày hôm qua mình có đang trong lúc đi chơi thể thao ấy thì anh ấy có gọi điện bảo là làm cho anh cái hợp đồng để anh ấy cọc cái xe đấy. Thì thật sự mọi người thì lúc đấy thứ nhất là cái xe màu đỏ mà anh ấy đặt từ trước ấy, anh muốn ý định đặt ấy, thì đã có khách rồi. Đây như xe này của bên mình ở đây là đã có khách rồi mọi người nhá, chứ không phải là có mà mình không bán cho mọi người đâu. Tức là khách người ta đã đặt cọc rồi nhưng người ta đợi ngày đẹp thôi để làm hồ sơ hợp đồng thôi. Thì thật sự mọi người là giá nó đã thay đổi và hiện tại là giá của bản máy xăng ngày hôm nay nhá, là ngày mùng 8 thì mình ký được giá tốt nhất là 825 triệu. Tức là đã tăng 5 triệu so với thời điểm mà anh đấy tham khảo rồi. Đấy thì mình thực sự là cũng rất ngại vì cái vấn đề mà mình nói rất nhiều rồi là mọi người khi mọi người đã liên hệ với mình ấy, mình đã xin được cái giá tốt rồi thì mình nghĩ mọi người nên cố gắng mà cọc sớm. Thật sự là như thế mọi người ạ. Chúng ta nên cọc sớm để chỉ tránh tình trạng là giá lên. Nếu như hôm đấy anh ấy ký cho mình luôn thì hôm đấy thì vẫn được giá tốt là 820 và anh ấy có nói là thật sự hôm đấy anh ấy làm nghề tóc. Anh làm cắt tóc. Thì anh bảo hôm đấy mấy hôm đấy chắc là anh nhiều việc thì anh ấy chưa liên hệ lại với em, chứ còn anh là anh đã có ý định là chốt rồi vì giá của em thực sự là tốt. Đấy. Thì cũng mong là làm sao để xin được cho anh ấy giá đấy là 820 nhưng thực sự mọi người không xin được. Một khi giá đang lên mà xe màu đỏ sắp tới bên mình chỉ đáp ứng được hai xe nữa thôi. Thực sự là mình cũng rất ngại bởi vì đã làm việc với nhau rồi nhưng hôm đấy thì anh ấy chốt nhưng anh ấy chưa cọc. Đúng ạ mọi người ạ. Cái vấn đề quan trọng là mình phải có cọc cơ. Có cọc thì lúc đấy sếp ký. Mọi người không cọc thì mình cũng không dám làm hợp đồng đâu. Đấy, làm hợp đồng cho mọi người cọc xong mọi người không cọc thì lúc đấy nó khó. Cho nên là thôi thì mình khuyên thật là thời điểm này nếu ai đã có nhu cầu mua xe mà chúng ta đã chốt được cái giá tốt rồi thì thôi, tốt nhất là báo luôn. Báo luôn để mình làm luôn hợp đồng để cho mọi người cọc để tránh trường hợp tăng giá. Đấy như hôm nay đây rất rất tiếc cái trường hợp của anh đấy, tức là anh ấy đã ưng cái giá đấy rồi nhưng mà cuối cùng thì thật sự mọi người là đây, hợp đồng đây, mình ký ngày mùng 8 đây. Mùng 8 vừa ký xong thì mình quay luôn cái video này để gửi đến mọi người để bởi vì thời điểm vừa rồi có rất nhiều anh chị ở trên kênh của mình có quan tâm về cái dòng xe của mình và liên hệ với mình và mình cũng đã báo giá rồi. Nhưng mà báo giá thời điểm đấy thì nó đã có sự thay đổi mọi người nhá. Thời điểm trước thì giá nó tốt nhưng bây giờ giá nó không còn được như thế nữa. Đấy thì hai anh em cũng thôi mỗi người du di cho nhau một chút thì mình xe này tăng 5 triệu thì mình cũng có hỗ trợ anh ấy là tặng thêm anh đấy một cái bậc lên xuống. Đấy, trị giá là hơn 3 triệu. Tức là khách chỉ mất thêm khoảng độ chưa đầy 2 triệu nữa thôi. Đấy. Nhưng mà đấy mình làm video là báo lên mọi người là chỉ có trường hợp này thôi nhá. Bởi vì anh ấy giao giao thoa giữa cái ngày mùng 6 với ngày mùng 8. Chứ còn nếu các bạn xem sau video này thì các bạn lưu ý giúp mình là giá máy xăng đặc biệt bây giờ đã tăng lên 825 rồi nhá. Và hiện tại là hết xe màu đỏ.
Đó, còn sắp tới mà có lịch thay đổi như nào thì mình sẽ cụ thể mình báo sau. Đấy, thật sự là rất ngại mọi người ạ. Làm ăn buôn bán ngại nhất là cái vấn đề mà khi mình đã báo giá một kiểu rồi mà đến lúc khi mà anh ấy ok thì lại giá nó không còn được tốt như thế nữa. Đấy, mong là đấy khách hàng xem được video được thì thông cảm giúp mình. Đấy, và anh Đăng này anh cũng thật sự là anh ấy cũng hiểu hiểu việc mà. Bởi vì thực sự là khi bên mình tăng thì các đại lý kia người ta cũng tăng. Người ta cũng tăng. Và mình có khảo giá qua thị trường ấy thì hiện tại là các đại lý cấp 2 người ta đang bán khoảng độ là 830 835. Đấy. Thì bên mình bán 825 mọi người ạ, vẫn tốt hơn so với thị trường. Đấy thì thôi. Thì việc nó cũng coi như là xong rồi. Đấy, xe này thì mình làm về cả vay trả góp cho anh ấy nữa, làm trả góp. Khách hàng cái làm trả góp mọi người nhá. Trả góp thì cần phải mua tối thiểu 1 năm bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm. Đấy thì nếu các bạn xem được video này thì thông cảm giúp là khi mà mọi người chưa cọc ấy, giá nó có thể thay đổi mọi người nhá. Giá thay đổi thì chúng ta phải chấp nhận, một là chấp nhận theo thời điểm đấy, thời điểm mà giá thay đổi, hai là thôi không mua xe nữa. Đấy, chứ còn mình nói thật mọi người là túc xuân sắp tới là giá giá xe nó sẽ còn thay đổi, bởi vì là cái lượng vừa rồi, tháng vừa rồi nhà máy báo về là nắp cái lượng xe mà nhà máy nắp nó sẽ không còn nhiều nữa đâu. Đấy, cho nên là nếu mọi người còn đợi thì mình nghĩ giá nó còn tăng. Chắc chắn là giá sẽ còn tăng đây, như hôm nay đặc biệt là 825 đây. Đấy. 825 nhưng mà mình cam kết bên mình giá vẫn tốt nhá, vẫn tốt hơn rất nhiều so với các đại lý bên ngoài. Đấy. Thì hôm nay làm nhanh cái video này để muốn chia sẻ với mọi người. Hôm nay xuống để xem xe nó về chưa, nhưng hiện tại vẫn chưa mọi người nhá. Lịch con màu đỏ là sản xuất vào ngày 15 tháng 11 này. Và mọi người hiểu nhá, đợt này là nhà máy khi người ta sản xuất xong là hôm sau người ta sẽ giả xe ngay. Cho nên cái lịch thì chỉ có lịch là lịch sản xuất thôi, chưa có lịch phân xe đâu. Đấy. Nhưng mà thường là 15 nắp xong ngày 16 hoặc 17 là xe đã về đại lý bên mình rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì nhớ nhấn like cũng như subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.